cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Lenny Kogel, tai nạn bất ngờ và bí mật trong bức ảnh. Cái chết của Lenny Kogel được xác định là tai nạn do ngã khỏi thang khi cô đang cố gắng tháo dây đèn trên cây. Tuy nhiên trong quá trình điều tra thì cảnh sát không chỉ phát hiện ra sự thật hoàn toàn khác với nhận định ban đầu mà còn biết được nhiều bí mật đáng sợ đằng sau. Louis và Lenny Kogel đã ở bên nhau từ khi mới chỉ là những cô cậu tuổi teen. Sau nhiều năm bên nhau thì họ đã có một cô con gái 3 tuổi tên là Dakota. Cả gia đình sống ở bang Queensland, Australia, đầy nắng ấm. Mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng họ đã chung sống với nhau được 18 năm. Vì vậy, theo luật Australia, thì mối quan hệ của Louis và Lenny vẫn được công nhận như một cặp vợ chồng thực sự. Hai người có các quyền lợi của hôn nhân hợp pháp, bao gồm cả về tài chính lẫn tài sản. Louis là một cựu sĩ quan cảnh sát. Người đàn ông này đã rời khỏi ngành vào năm 2007 khi gia đình chuyển về thị trấn Charleville, nơi mà cặp đôi này đã gặp nhau lần đầu tiên. Tại đây, Louis nhận được một công việc là giám sát một lò mổ. Hai vợ chồng cùng nuôi dạy con gái và sống trong những ngày hạnh phúc. Cuộc sống của họ cứ trôi đi một cách yên bình như thế theo năm tháng. Nhưng rồi bi kịch đã ập đến vào chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2009. Hôm đó, Louis đã hốt hoảng gọi cấp cứu. Anh nói rằng vợ mình đã gặp tai nạn. Louis cho biết khi đang ở trong nhà cho con gái ngủ trưa thì anh bỗng nghe thấy một tiếng uịch lớn. Sau đó thì anh đã vội chạy ra ngoài và tìm thấy người vợ 36 tuổi của mình đang nằm dưới gốc cây bạch đàn lớn ở trong vườn nhà. Theo Louis, dường như Lenny đã bị ngã khỏi thang khi đang cố gắng tháo dây đèn. Anh thấy vợ nằm bất tỉnh trên mặt đất với vết thương ở đầu và sau khi kiểm tra thì anh không thể tìm thấy được mạch của vợ mình. Khi đến nơi thì nhân viên y tế thấy chiếc xe đa dụng màu đen của Louis đã được lùi vào gần gốc cây. Một chiếc thang được dựng lên trên sàn sau xe. Xung quanh gốc cây thì có xếp những tảng đá lớn. Cảnh sát cho rằng có thể Lenny đã bị va đập vào đây khi ngã xuống, tạo nên một vết thương lớn bằng bàn tay ở sau đầu. Đây có thể là vết thương chí mạng gây nguy hiểm cho cô. Ngay sau đó thì Lenny đã lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhưng sau 2 ngày cấp cứu, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cải thiện được tình hình. Sau đó thì gia đình cô đành phải chấp nhận dừng thiết bị hỗ trợ sự sống cho cô. Sau cái chết của vợ là Lenny Kogel thì Louis đã nhận được quyền sở hữu tài sản chung của hai vợ chồng và nộp đơn yêu cầu chi trả hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được mua từ vài tháng trước. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm đã tỏ ra nghi ngờ nên đã trì hoãn việc chi trả và thông báo cho cảnh sát. Nhưng điều tra viên lại một lần nữa xác định nguyên nhân cái chết của Lenny là do tai nạn ngẫu nhiên. Dù vậy, trung sĩ Gary Thornton lại nhận thấy có điều gì đó bất thường khi xem xét hiện trường vụ tai nạn. Khi ấy, chiếc thang vẫn ở trên xe và đang dựa vào thân cây lớn. Anh cho rằng Lenny gần như không thể leo lên các bậc thang ngay từ đầu vì chân thang sẽ bị trượt. Gary tin rằng cái chết của Lenny không phải là do tai nạn nên vẫn âm thầm điều tra. Anh tiếp tục tìm kiếm manh mối và thu thập bằng chứng. Năm 2011, 2 năm kể từ ngày định mệnh đó thì vụ án đã được mở lại. Hóa ra, Louis có rất nhiều bí mật và có vẻ như Lenny đều phát hiện ra. Anh ta không hề chung thủy. Louis đã lợi dụng vị trí giám sát tại lò mổ để sắp xếp các chuyến đi gặp một phụ nữ Hàn Quốc, người mà anh ta đã quen thông qua việc kinh doanh. Louis dùng tiền của công ty để tránh bị Lenny phát hiện. Tuy nhiên sau một thời gian, thì Lenny đã biết việc chồng mình ngoại tình. Lenny tâm sự với mẹ rằng cô mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng cô chỉ có người đàn ông duy nhất là Louis. Cô tin rằng mình đã bị chồng lừa dối, có thể là với nhiều phụ nữ chứ không phải chỉ có một người. Lenny không thể chấp nhận chuyện này nên đã rút khoảng 200.000 đô la Úc, khoảng 3,2 tỷ đồng, từ tài khoản chung và nói với bạn bè rằng cô sẽ ra đi. Louis có lẽ đã biết kế hoạch này của vợ. Anh ta cũng luôn thề với mọi người rằng sẽ không ai cướp được con gái khỏi tay mình. Trên máy tính xách tay của Louis thì cảnh sát đã phát hiện các tìm kiếm trên Internet về chủ đề như ngộ độc, tai nạn xe hơi và chấn thương đầu. Louis cũng tìm kiếm những nơi nghỉ ngơi lãng mạn sau cái chết của Lenny và thậm chí vào ngày tang lễ của cô, thì anh ta đã tìm kiếm một nơi để làm kỳ nghỉ với người tình của mình. Bề ngoài anh ta luôn tỏ ra đau buồn trước cái chết của vợ, nhưng Louis liên tục thay đổi câu chuyện về ngày vợ mình qua đời. Anh ta nói với bạn bè rằng mình đã hoảng sợ và không biết phải làm gì, trong khi nói với một người khác rằng thật may mắn vì mình đã được huấn luyện khi làm cảnh sát nên biết phải làm gì trong tình huống này. Anh ta nói mình đã hô hấp nhân tạo cho vợ, sau đó lại nói vì có lá và đất cắt quanh miệng Lenny khiến anh ta không thể thực hiện việc hô hấp nhân tạo. Louis dường như rất thích được trở thành trung tâm của sự chú ý. Điều bất thường nhất là thương tích của Lenny không phù hợp với cú ngã ở độ cao khoảng 5 mét.
cô không bị gãy xương sườn hay chảy xước, cũng không có bất kỳ cơ quan nào khác bị thương như đáng lẽ bị té từ trên thang xuống. Louis nói tìm thấy vợ nằm úp mặt xuống đất, nhưng cô lại có một vết thương lớn bằng bàn tay ở sau đầu. Xem xét lại các bức ảnh được chụp tại hiện trường vụ tai nạn của Lenny Kogel, thì nhóm điều tra phát hiện một chi tiết đáng ngờ trong một bức ảnh. Đó là chiếc bàn ủi đã rỉ sét nằm bên dưới gốc cây và nó nằm ở bên trong những tảng đá. Phía dưới chiếc bàn ủi có dính máu nhưng phần đó đã bị úp xuống. Vào thời điểm đó thì chiếc bàn ủi đã không được thu thập và sau đó đã biến mất một cách bí ẩn. Cơ quan chức năng xác định rằng chiếc bàn ủi này phù hợp với vết lõm trên đầu của nạn nhân Lenny. Cảnh sát tin rằng chồng của nạn nhân, Louis Kogel, đã dùng chiếc bàn ủi này để giáng một đòn chí mạng vào đầu vợ mình, sau đó đã dàn dựng hiện trường để làm cho Lenny có vẻ đã chết vì một tai nạn không may. 7 năm sau cái chết của Lenny, vào tháng 12 năm 2016, thì Louis đã chính thức bị bắt. Anh ta nói với cảnh sát rằng họ sẽ sớm phải mua đồ uống cho anh ta để xin lỗi về sai lầm mà họ đã mắc phải. Nhưng sự tự tin của Louis đã không giúp gì cho anh ta trước những bằng chứng mà bồi thẩm đoàn có được. Sau đó thì Louis đã bị buộc tội giết vợ mình. Năm 2017, Louis ra tòa. Bên công tố đưa ra cáo buộc giống với nhận định của cảnh sát. Họ cho rằng vết thương duy nhất trên đầu Lenny không phù hợp với cú ngã theo lời khai của Louis. Người chồng đã dùng bàn là đánh vào đầu vợ khi biết cô định rời bỏ anh ta, sau đó đã dàn dựng hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. Với kiến thức về các hiện trường vụ án khi còn làm cảnh sát, nên Louis đã thực hiện điều này rất dễ dàng. Các kỹ sư xây dựng làm chứng rằng Lenny khó có thể trèo thang lên đến cây mà nó không đổ xuống. Nhưng khi các nhân viên y tế đến, thang vẫn tựa vào cây. Thi thể của cô ở phía đối diện với cái cây và cái thang. Mẹ của cô nói rằng con gái bà nghĩ rằng Louis ngoại tình nên đang lên kế hoạch để rời xa anh ta. Cô đã lên kế hoạch mang theo con gái và chuyển đến ngôi nhà khác của họ ở bãi biển Dundee. Các nhân chứng cho biết rằng họ đã nghe thấy Louis nhiều lần nói sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Vào tháng 11 năm 2017 thì Louis bị bồi thẩm đoàn tuyên phạm tội giết Lenny. Người đàn ông 44 tuổi này phải nhận án tù chung thân, thời hạn tối thiểu để được ân xá là 13 năm. Gia đình Lenny ca ngợi quyết tâm cùng sự kiên trì của trung sĩ Gary Thornton trong hành trình đi tìm công lý suốt những năm sau khi Lenny chết. Trong quá trình điều tra thì Gary Thornton không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp. Cơ quan chức năng thừa nhận các cuộc điều tra đơn lẻ của trung sĩ Gary là lý do giúp vụ án được mở lại vào năm 2011 và cuối cùng là được đưa ra xét xử. Louis cuối cùng đã bị vạch trần là kẻ ngoại tình tham lam và dối trá. Đáng buồn thay, Lenny dù đã phát hiện ra con người thật của chồng mình, nhưng trước khi có thể trốn thoát, cô đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Kỳ án về Eddie Gein, huyền thoại về kẻ sát nhân mang mặt nạ da người. Ngày 17 tháng 11 năm 1957, cảnh sát ở Plainfield, Wisconsin đã tới khu trang trại sập sệ của Eddie Gein, kẻ bị nghi ngờ gây ra vụ cướp tài sản của một cửa hàng đồ điện tử và liên quan đến việc chủ cửa hàng, bà Bernice Gordon, mất tích. Nhiều nhân chứng khẳng định Gein là người khách cuối cùng của cửa hàng và nhiều lần họ đã thấy hắn lảng vảng ở xung quanh khu này. Khu trang trại đổ nát của Gein được xây dựng từ hồi Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Bên trong, đồ đạc, rác rưởi đã phân hủy vứt ngổn ngang đầy lối đi và gần như trong nhà chẳng còn lối đi nào cho ra hồn. Mùi hôi thối từ đống rác bốc lên nồng nặc, nhưng vì nhiệm vụ nên cảnh sát trưởng Arthur Lee vẫn phải nhắm mắt để đưa chân đi vào sâu trong ngôi nhà. Đến phòng bếp, anh ta bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó quệt vào áo khoác mình. Khi ngẩng đầu lên, trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ, Lee giật mình khi phát hiện đó là xác động vật treo lơ lửng trên trần nhà. Cái xác đã bị chặt đầu, mổ thịt và lấy đi hết nội tạng, cảnh tượng thật kinh tởm, nhưng thịt hươu, thịt nai đầy nhà cũng là điều hết sức bình thường bởi thời điểm này đang là mùa săn bắn. Nhưng sau khi trấn tĩnh, Lee một lần nữa bàng hoàng khi nhận ra đó không hẳn là xác động vật, mà thực tế là cái xác không đầu của một người phụ nữ. Bernice Gordon, 53 tuổi, đã được tìm thấy. Và trên thực tế, không chỉ có cơ thể của bà Gordon được tìm ra trong căn nhà đổ nát này, cảnh sát đã thực sự đi tới một trang trại của xác chết. Chén bát ở trong ngôi nhà đều là phần trên của sọ người. Chao đèn và sọt rác lại được làm hoàn toàn bằng da người. Khung cảnh ghê tởm bắt đầu hiện ra, chiếc ghế tựa được bọc da người. Âm đạo của phụ nữ được cất trong chiếc hộp đựng giày. Thắt lưng được làm bằng núm vú, một cái đầu người, bốn cái mũi và một quả tim. Cảnh sát càng sục sạo nhìn quanh khắp ngôi nhà, họ càng tìm thấy những thứ kinh tởm. Và thứ cuối cùng được tìm thấy là một bộ quần áo làm hoàn toàn bằng da người. Trong sự sợ hãi tột độ, cảnh sát vẫn cố gắng kìm nén.
cố gắng kiểm tra lại tất cả những gì tìm thấy được trong ngôi nhà chết chóc của Eddie. Edward Theodore Gaines sinh ngày 27 tháng 8 năm 1906, là con trai thứ hai của Augusta và George Gaines, cặp vợ chồng sống tại La Crosse, Wisconsin. Eddie Gaines có một người anh trai tên là Henry, lớn hơn cậu 7 tuổi. Augusta, một người đàn bà sùng bái tôn giáo, luôn khắt khe dạy bảo hai đứa con trai của mình theo tư tưởng hết sức cực đoan. Hàng ngày, bên cạnh những lời dạy của Kinh Thánh, bà luôn nhồi nhét vào đầu chúng rằng phụ nữ, trừ bà ra, thì tất cả đều là những kẻ suy đồi đạo đức, với hy vọng sẽ ngăn cản hai cậu con trai sẽ tránh xa được những ham muốn dục vọng. George là một người đàn ông yếu ớt và nghiện rượu, chẳng bao giờ dạy bảo các con bất cứ điều gì. Thực tế, Augusta khinh thường ông ta và coi chồng mình như một vật vô giá trị vô công rồi nghề nên không cho phép gã dạy con. Chính vì thế, những gì lũ trẻ học được đều là do Augusta chỉ bảo. Augusta mở một cửa hàng tạp hóa ở La Crosse cùng năm mà Eddie sinh ra. Đó là nguồn thu chính và đủ sức nuôi sống gia đình. Bà làm việc chăm chỉ để mong kiếm được thật nhiều tiền để cả gia đình có thể chuyển đến một nơi cách xa trung tâm thành phố, nơi người phụ nữ hai con này cho rằng không có sự cám dỗ. Năm 1914, họ chuyển tới một trang trại rộng 195 hectare ở Plainfield, Wisconsin, tránh xa mọi thứ có thể ảnh hưởng đến gia đình. Người hàng xóm gần nhất cũng cách trang trại tới cả cây số. Mặc dù Augusta cố gắng không cho các con tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, nhưng điều đó là không thể bởi chúng vẫn phải đến trường để đi học hàng ngày. Học lực của Eddie chỉ được xếp vào loại trung bình cho dù luôn được thầy cô cho điểm xuất sắc ở môn đọc. Những tác phẩm phiêu lưu và tạp chí đã kích thích trí tưởng tượng của chàng trai. Bạn bè trong trường xa lánh Eddie bởi cậu luôn có những cư xử như đàn bà và luôn e thẹn. Cậu không muốn có bạn bè đơn giản chỉ vì điều đó sẽ khiến bà Augusta la mắng. Điều đó trái với lẽ thường nhưng bởi từ nhỏ những lời răn dạy của mẹ đã ăn sâu trong tâm trí Eddie, nên cậu cảm thấy rằng mọi chuyện chẳng có gì là tồi tệ. Eddie rất cố gắng để làm mẹ vui song ít khi bà ta đáp lại thịnh tình đó, dù chỉ bằng một nụ cười. Bà ta thường xuyên sỉ nhục, lăng mạ các con vì bà ta nghĩ rằng bọn chúng sẽ trở nên giống người bố của chúng từ khi nhỏ tuổi đến lúc trưởng thành. Những đứa trẻ dần bị tách ra khỏi cộng đồng xung quanh và chỉ biết làm lụng trên cánh đồng của họ. Eddie luôn kính nể Henry vì anh mình luôn tỏ ra rất chăm chỉ và khỏe mạnh. Sau cái chết của người cha vào năm 1940, thì hai anh em bắt đầu giúp đỡ mẹ làm mọi công việc trong trang trại. Eddie luôn cố gắng cạnh tranh với anh trai và cả hai luôn được những người dân trong thị trấn giúp đỡ nhiệt tình. Họ làm việc chân tay là chủ yếu. Thỉnh thoảng Eddie có giúp hàng xóm trông trẻ em. Công việc đó cậu tỏ ra rất thích thú hơn. Đơn giản bởi trông trẻ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều là ra đồng để làm quần quật. Với lại Eddie luôn cảm thấy lũ trẻ là bạn bè đồng trang lứa với mình nên tâm sự rất nhiều chuyện. Đó một phần là biểu hiện của trí tuệ phát triển không bình thường. Henry cảm thấy lo lắng về sức khỏe của Eddie nên đã nói với mẹ nhưng bà Augusta cho rằng đó là câu chuyện vớ vẩn nên đôi lần dẫn đến những vụ cãi nhau trong nhà. Điều này khiến Eddie cảm thấy buồn lòng. Eddie tôn thờ mẹ mình như một vị chúa và cho rằng Henry cư xử như thế là hỗn láo. Có lẽ những việc nhỏ đấy đã dẫn đến cái chết đầy uẩn khúc của Henry vào năm 1944. Ngày 16 tháng 5, một ngọn lửa lớn bùng lên, bao trùm cánh đồng phía ngoài trang trại của ba mẹ con. Không muốn chứng kiến cảnh miếng cơm manh áo của cả gia đình bị thiêu rụi, Eddie và Henry liều mình chiến đấu với ngọn lửa nóng hàng ngàn độ C. Trong báo cáo của cảnh sát, hai anh em chia nhau ra hai đầu để dập lửa, trong khi mải miết giành giật từng mét vuông đất. Bóng tối ụp xuống từ khi nào và Eddie chẳng còn nhìn thấy Henry. Sau khi đã khống chế được ngọn lửa, Eddie bắt đầu lo lắng vì không thấy anh trai đâu nữa nên đã báo với cảnh sát. Cuộc tìm kiếm ngay lập tức đã được mở ra và cảnh sát đều hết sức ngạc nhiên khi chính Eddie đã dẫn họ đến chỗ người anh mất tích Henry. Giờ đây cậu bé đã chết và nằm trên mặt đất. Cảnh sát phát hiện được khá nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của Henry. Chàng trai này ở khu vực cách xa đám cháy và chắc chắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ ngọn lửa. Hơn thế nữa, trên đầu nạn nhân có vài vết bầm tím. Cho dù cái chết của Henry là hết sức bí ẩn nhưng cảnh sát vẫn nhanh chóng khép lại vụ án với kết luận nạn nhân bị chết do ngạt khí. Không ai tin rằng Eddie nhút nhát có khả năng giết chết bất cứ ai, đặc biệt là anh trai mình, Henry qua đời. Eddie chỉ còn lại mỗi bà Augusta bên cạnh chia sẻ buồn vui, trò chuyện. Thế nhưng, cú sốc lớn đã xảy ra với hắn vào cuối năm kế tiếp. Ngày 29 tháng 12 năm 1945, bà Augusta qua đời vì một cơn trụy tim. Chỉ còn lại Eddie cô đơn, không bà con lẫn bạn bè thân thích. Một bầu không khí u ám bắt đầu bao trùm khắp trang trại. Eddie vẫn làm những công việc thường ngày để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày.
Mọi căn phòng mà bà Augusta thường dùng hồi còn sống hắn đều đóng kín và chỉ sử dụng duy nhất căn phòng nhỏ cạnh bếp để nghỉ ngơi. Mọi thứ mẹ dùng thì hắn đều không đụng vào, như thể hiện sự kính trọng tới người mà hắn yêu thương nhất. Những năm tháng sau, Eddie bắt đầu dành nhiều thời gian đọc sách hơn, đặc biệt là những cuốn tạp chí nói về giải phẫu và những câu chuyện phiêu lưu kỳ bí. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu đắm chìm vào sở thích kỳ quái như ra nghĩa địa hàng đêm, những cuốn sách giải phẫu học, những câu chuyện phiêu lưu, những tờ tạp chí rẻ tiền kèm theo sự cô đơn đã tiêm nhiễm vào đầu Eddie những điều kỳ quái nhất. Trong phòng toàn tạp chí nói về Đức Quốc xã, câu chuyện giết người và những điều tương tự như vậy. Eddie bắt đầu đi đào các xác người ở nghĩa địa để đem về nhà thực hành giải phẫu cơ thể. Hắn đã bắt đầu bị ám ảnh bởi những câu chuyện huyền bí và rất thích kể lại chi tiết cho lũ trẻ trong thị trấn. Ngoài ra, Eddie còn thích đọc những tờ nhật báo của địa phương, đặc biệt những mẩu tin có nói về người chết. Mỗi khi tại địa phương có phụ nữ chết, Eddie đều biết rất rõ và đêm đến lại ra khai quật thi thể những người xấu số này. Tuy nhiên, hắn thề với cảnh sát rằng không bao giờ quan hệ với xác chết bởi lý do chúng quá thối, mà chỉ lột da của họ để mặc chúng lên người. Eddie rất có hứng thú với bầu ngực và âm đạo của phụ nữ, và hắn cho rằng phụ nữ tiệm ăn một sức mạnh có thể điều khiển đàn ông, giống như mẹ hắn trước đây. Eddie thích sưu tầm cơ thể người, đặc biệt là đầu. Có lần, một cậu bé tới trang trại của Eddie chơi. Hắn đã khoe với cậu bộ sưu tập đầu người của mình ở trong phòng ngủ. Những dự cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của chàng trai trẻ. Thế nên cậu quyết định kể chuyện này với mọi người trong thị trấn. Tuy nhiên, câu chuyện này bị coi là nhảm nhí và đương nhiên thật khó có thể tin những gì tương tự như vậy lại đang xảy ra ở vùng đất xưa nay vốn yên bình này, không chịu bị người khác cho là kẻ bịa chuyện. Nên cậu đã dẫn hai người đàn ông tới trang trại của Eddie Gain để tận mắt nhìn thấy những cái đầu của phụ nữ. Song họ lại nghĩ đó chỉ là hình nộm cho lễ hội ma quỷ Halloween mà thôi. Nhưng bên cạnh đó, những lời đồn thổi về mọi thứ trong trang trại của Eddie cũng lan rộng. Và mọi người bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đó cho đến khi Bernice Gordon bỗng nhiên biến mất vài năm sau đó. Nhưng trên thực tế, một vài người dân chỉ hỏi những câu bâng quơ đùa cợt với Eddie về việc sở hữu những chiếc đầu lâu. Và hắn ta chỉ mỉm cười hoặc trả lời tếu táo để tránh bị nghi ngờ. Và cũng chẳng ai lúc bấy giờ muốn tin điều đó là sự thật. Kể từ những năm 1940 và đầu 1950, cảnh sát ở Wisconsin bắt đầu công bố về những vụ mất tích trong khu vực. Trong đó có 4 trường hợp nổi trội nhất. Đầu tiên là cô gái 8 tuổi có tên Georgia Gekler bị mất tích khi từ trường trở về nhà vào ngày 1 tháng 5 năm 1947. Hàng trăm cư dân khu vực và cảnh sát đã lục soát hơn 10 km vuông ở Jefferson nhưng chẳng tìm được bất cứ dấu vết nào. 6 năm sau, cũng có một cô gái bị mất tích tại La Crosse, Wisconsin. Ông Hadley gọi điện về nhà không thấy cô con gái 15 tuổi Evelyn nhấc máy, chuyện không bao giờ xảy ra trước kia. Lo lắng Evelyn gặp chuyện chẳng lành, ông bỏ công việc về nhà và chỉ thấy đôi giày cùng cặp kính của cô bé nằm giữa nhà. Kể từ ngày đó, không có bất cứ thông tin nào về Evelyn ngoại trừ chiếc áo cô bé mặc được tìm thấy ở gần đường La Crosse. Mặc dù cảnh sát đã cố gắng hết sức để tìm kiếm, ngày 17 tháng 11 năm 1957, sau khi phát hiện ra cái xác không đầu của Bernice Gordon trong ngôi nhà ọp ẹp mà Eddie vẫn sống, cảnh sát bắt đầu xới tung từng mét vuông đất bởi họ nghĩ rằng gã điên kia còn chôn nhiều nạn nhân khác xung quanh trang trại, những người đã bị mất tích một cách kỳ bí. Trong khi việc khai quật tìm bằng chứng được tiến hành tại trang trại, thì Eddie bị những điều tra viên của hạt Wautoma hỏi cung. Giống như đa số những tên tội phạm khác, hắn nhất mực từ chối mình đã giết người. Tuy nhiên, sau một ngày im lặng, Eddie bắt đầu kể câu chuyện kinh hoàng về việc giết bà Gordon như thế nào. Eddie không nhớ chi tiết toàn bộ sự việc bởi hắn giải thích rằng mỗi khi hành động như vậy mình như là một kẻ điên. Thậm chí, hắn không nhớ mình bắn vào đầu Gordon bằng khẩu súng 22mm. Và chính điều đó đã gây nên cái chết của người phụ nữ xấu số này. Khi được hỏi về các bộ phận cơ thể người tìm được trong nhà, Eddie cho hay hắn khai quật chúng từ những ngôi mộ ở nghĩa trang. Đồng thời hắn thề không giết bất cứ ai để lấy những chiếc đầu lâu da người mà cảnh sát đã phát hiện ra trong trang trại, trừ bà Gordon. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều tra, cùng với phương pháp nghiệp vụ hỏi cung của các điều tra viên, Eddie đã thừa nhận giết chết Mary Hogan nhưng cũng không nhớ được thời gian gây án cũng như mọi chuyện diễn biến như thế nào. Điều duy nhất Eddie hình dung ra là cô gái đó chính tay hắn bắn chết. Điều khiến các điều tra ghê sợ tên tội phạm này chính là sự ung dung, bình tĩnh của hắn khi thuật lại lúc giết người, hay thú vui nghịch xác chết chẳng giống ai của mình. Eddie Gain được cho là mắc chứng tâm thần trong khoảng thời gian xét xử, và hắn đã được đưa vào bệnh viện trung ương tại Wisconsin vào năm 1968. Bác sĩ của Edward Gain quả quyết rằng hắn không bị điên và có thể tiến hành xét xử được ngay.
Phiên tòa diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 1968, chỉ sau đó một tuần. Hắn ta bị kết tội là giết người cấp độ 1 bởi thẩm phán Robert Goldmar. Nhưng xét do có biểu hiện của tâm thần nên hắn sẽ được quản lý trong bệnh viện tâm thần. Cảnh sát Arthur Lee của Plainfield, người chỉ huy cuộc đột kích vào nhà Eddie Gane, đã bị khủng hoảng tinh thần khi thấy những thứ kinh khủng trong nhà Gane. Không lâu sau, ông chết do một cơn trụy tim vào tháng 12 năm 1968 tại tuổi 43. Sau vụ xét xử Gane một tháng, những người bạn của ông ta nói rằng ông bị ám ảnh bởi những tội ác của Gane và sợ phải làm nhân chứng trước tòa. Ngày 26 tháng 7 năm 1984, Eddie Gane chết do bệnh về đường hô hấp và tim. Hắn được chôn tại Wisconsin. Bia mộ là một cục đá trước khi tấm bia thật sự được làm năm 2000. Cục đá làm bia mộ của Edward Gane đã được phục chế và hiện đang trưng bày tại Woodsara County, Wisconsin. Kết thúc cuộc đời của kẻ sát nhân thích lột da người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.